nó béo quá. Rất là béo luôn nha cả nhà. Đây rau mình sẽ chấm vô đây, nước mắm mặn cay á cả nhà, chấm với nước mắm, nước mắm mặn cay này ngon. Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Trần Ngọc với Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay như Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền là canh chua cá hú nha cả nhà, canh chua cá hú ăn với cơm trắng nha. Hôm nay Huyền chỉ có một món duy nhất thôi nha cả nhà. Đây, một dĩa canh chua cá hú nè cả nhà, thấy ngon không? Wow, hấp dẫn không cả nhà? Cá này nó siêu mỡ, ngon lắm nha. Đây, còn đây là chén nước mắm nha cả nhà. Còn đây là chén cơm. Bây giờ Huyền sẽ mời cả nhà ăn với Huyền nha. Trước khi ăn cơm, Huyền sẽ mời cả nhà thịt cá với Huyền nha. Đây, mình sẽ chấm vào nước mắm, nước mắm mặn nha cả nhà. Nước mắm ớt á. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Nó béo quá. Rất là béo luôn nha cả nhà. Đây rau mình sẽ chấm vô đây, nước mắm mặn cay á cả nhà, chấm với nước mắm, nước mắm mặn cay này ngon. Ngon quá cả nhà. Cái món ăn này hao cơm nha. Mà cá nó béo quá cả nhà. Cả nhà thấy khứa cá trắng tươi không? Rất là ngon nha. Ủa này, cái mỡ này nó béo, siêu béo. Chén nước mắm nè cả nhà. Cả nhà thấy linh láng ớt không? Siêu cay luôn cả nhà. Đây. Thịt cá nè. Chấm lại. Đã. Mình sẽ chan nước vô nha các bạn, nước canh chua nè. Cái rau cần nước ở nhà ăn thơm. Ăn nó rất là thơm nha cả nhà. Còn đây là bạc hà nha cả nhà. Đây bạc hà nè. Đây bạc hà. Chấm vào đây. Ăn cơm canh chua này, cái món canh chua này đúng quỷ miền Tây cả nhà, ngon quá. Hiện mời cả nhà nha, chấm vô đây. Nó béo, có xương này đó nha.
Có xương nhưng mà xương cũng hơi to nha, xương không có nhỏ đâu, xương to. Cá này thịt nhiều lắm ở nhà, thịt ngon lắm. Đó. Đã dễ sợ. Có mỡ. Cái thịt cá nó rất là nhiều nha cả nhà. Thịt nạc không mà ngon lắm cả nhà. Nó đổ mồ hôi. Ăn ớt nè cả nhà. Đổ mồ hôi lưỡi, cay. Ăn miếng ớt cay quá cả nhà. Quá xuất sắc. Khớm nè cả nhà. Trời, miếng khớm nó chua. Đây còn miếng cái khúc mỡ nè cả nhà. Cái khúc mỡ này béo lắm. Ôi ơi, cái ớt nó cay. Chẳng còn khúc đuôi ớt mà nó cay. Huyền mời cả nhà cái mỡ cá nha. Đây, mỡ cá nha. Nó béo. Nhưng mà chỗ cái mỡ cá xương nhiều cả nhà. Nó béo trời. Dữ dằn thật chứ. Huyền nấu một nồi canh chua chà bá lửa luôn cả nhà. Huyền múc ra có một tô này quay ra. Cá này nè, một ký rất là nhiều khứa cả nhà. Cay cay nhưng mà ăn có ớt ngon nha cả nhà. Thái the cay cay ngon. Huyền hết chén cơm cả nhà. Canh chua cũng sắp hết luôn. Mời cả nhà uống nước cho Huyền nha. Đã quá cả nhà. Hôm nay cái món ăn của Huyền á, canh chua, cơm trắng, món ăn dân dã nó đơn giản nhưng mà nó ngon lắm nha cả nhà. Bắt cơm hào cơm nha. Thì bây giờ Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh Trần Ngọc Nhu Huyền, cả nhà đăng ký like share ủng hộ cho Huyền nha. Cả nhà nhớ xem quảng cáo ủng hộ cho Huyền nha cả nhà. Nhu Huyền xin bye bye.